Tết đến rồi mọi người ơi, Bố Bách Kinh Bôn xin chào mọi người. Ngày hôm nay là đầu xuân năm mới đây, mùng 1 Tết năm Quý Mão. Bố Bách Kinh Bôn lại được tiếp tục lên đồng hành với quý vị trong buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, cho Bố Bách Kinh Bôn xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý hàng cùng gia đình. Sang năm mới sẽ luôn luôn vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn. Và công việc của chúng ta thì năm cũ còn nhiều khó khăn, còn nhờ dự định chưa chúng ta chưa hoàn thành được thì sang năm mới này sẽ hoàn thành được các bác nhé. Và trong thời gian vừa qua thì Bố Máy Kinh Môn cũng xin được cảm ơn tới tất cả quý khách hàng đã luôn đồng hành ủng hộ cho salon Bố Máy Kinh Môn. Xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe các bác nhé. Và ngày hôm nay Bố Máy Kinh Môn lại đem đến cho quý vị một sản phẩm đầu năm này, một chiếc xe số tự động nhập khẩu 2007 mọi người nhé, nhập khẩu 2007 sedan với form dáng rất đẹp luôn. Các chủ xe độ lên Mercedes S350 này, với cửa tiền 125 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc xe số tự động, một chiếc xe sang, cái form dáng rất đẹp luôn các bác nhé. Đây bộ mâm này, 2007 sơn chi đây, một chiếc xe đi chơi Tết du xuân quá là rẻ luôn bà con ạ. Để mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì cứ liên hệ cho Bố Máy Kinh Môn nhé, số điện thoại 0354 152 888, địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây, form dáng của em nó đây quá là đẹp luôn rồi, đèn pha bi này, rồi halogen đây, cặp đèn pha rất đẹp luôn, làn lốp với 4 quả rất là mới nhé, nên bà con hoàn toàn yên tâm. Đây, bác chủ xe vừa mới thay xong. Đây, khung gầm đây, khung gầm sàn đây mọi người nhé, khung gầm sàn này rất là ok luôn, không mù mờ. 2007 với cửa tiền 125 triệu đồng. Đây nội thất của nó đây, nội thất đây. À, chu vi an toàn, phanh vét 4 bánh này, hộp số tự động đây, nội thất đây, nội thất trần đều 3D hết mọi người nhé, rất là sáng, rất là sạch sẽ. Đây, có thể khá là rộng rãi luôn đấy. 125 triệu đồng thôi. Bà con quan tâm thì cứ liên hệ cho Bố Máy Kinh Môn nhé. Đầu xuân năm mới này thì bà con khi đến mở hàng cho salon thì cứ chúng ta sở hữu một xe bên em thì sẽ lì xì cho bà con phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đây, rất đẹp luôn. Nội thất đây. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Phần phong máy này em sẽ cho mọi người tham khảo đây. Đấy, gương kính này, gương kính chỉnh điện này. Đây, giờ em sẽ cho mọi người tham khảo nhé. Đây, phần khoan ốc cơ của xe. Đấy, 125 triệu đồng thôi. Cho chiếc Giang Hoa nhập khẩu Trung Hoa, sản xuất 2007 mọi người nhé, 2007 số động động cơ 2.0. Máy số khung gầm của xe thì được sử dụng của thương hiệu xe Mitsubishi Nhật Bản mọi người nhé, nên cả bao nhiêu hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây, máy số là đều được sử dụng của thương hiệu xe Mitsubishi Nhật Bản nhé, nên cả nhà hoàn toàn yên tâm. Đây, đầu răng này, máy rất là khô, máy Nhật, phanh ngà vét 4 bánh này. Đây, 125 triệu đồng thôi. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Bố Máy Kinh Môn để được xem xe trực tiếp nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.